Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh Thương Bài Mobile Việt. Thì trong clip này, các bạn có thể thấy là trên bản đồ có đến 10 con khỉ. Vậy đâu là ngộ không thật và đâu là ngộ không giả? Chỉ có một thật trong 10 con khỉ nha anh em ơi. Một trận đấu các bạn thể thấy là trong map Thương Mobile toàn những vị tướng giống nhau. Hay còn toàn những vị tướng anh em yêu thích là khỉ ngộ không. Ok, hai đập một nhưng không trồ thì nó cũng phải què rồi. Và lên bảng đến số nha. Đấy, tiếp tục đây, hai đập một tiếp này. Hai đập một bạn ơi, ba đập một, ba đập một. Ba con khỉ ơi, tàng hình chạy nhanh quá anh em ơi. Ba con khỉ đập một con khỉ và một con khỉ đuổi ba con khỉ. Nói chung là trên bản đồ các bạn thì thấy là toàn khỉ với khỉ nhau thôi. Rất vui. Ok, về. Lại, chưa cuối đây. Rồi. Cần đôi các bạn ơi. Mà thanh niên này choáng mình rồi, tàng hình chạy mất rồi. Khá là đáng tiếc. Mình tiếp tục đến ăn hôi nha. Rồi, last hit nè, như vậy mình có mạng thứ hai. Rất tuyệt vời. Đây là cái cuộc chiến ai là người MVP sẽ là ngộ không nha anh em ơi. Nếu mà anh em đọc chuyện Tây Du Ký hay là xem phim Tây Du Ký rồi, các bạn sẽ thấy cuộc chiến tranh thật giả giữa ngộ không thật và Lục Nhĩ Hầu. Nó rất là hai con khỉ nó mạnh nhất tam giới mà. Nó rất là khỏe và đánh nhau thì nó kinh thiên nổ địa. Nói chung là ông trời phải run đấy. Mà phân thật giả thì chỉ có mỗi Phật Tổ mới biết thôi, còn tất cả những vị thần khác đều không biết. Vậy thì anh em có thể thấy trong cái map này đâu là con ngộ không thật, đâu ngộ không giả không? Chắc là không anh em biết rồi, bởi vì toàn là khỉ đá với nhau thôi. Ngộ không được sinh ra từ hòn đá mà. Khỉ đá hay còn gọi là khỉ đập đá, dùng gậy như ý đập đá. Ok, uầy, đồng thế nhở? Mất trụ rồi. Rồi, chiều cuối ơi, uầy. Mấy thanh niên này choáng nhiều quá anh em ơi. Rồi mình mút được hai mạng nhưng mình phải chết. Vì nào đến chưa kịp đánh thì đã bị choáng liên hoàn rồi. Thành ra bị mất rất nhiều máu anh em ơi. Ba đập một nó không trột thì que mà. Đây là chế độ đấu nhân bản trong máy chủ thử nghiệm và sẽ sớm ra mắt trong phiên bản tiếp theo. Và các bạn hoàn toàn có thể chơi một cái map mang tính chất đó là chơi game vui vẻ cuối tuần. Thật là... nói chung là thật là mang tính chất là giải trí là chính nhá. Đấy. Ok, có con khỉ trong đây này. Rồi, wow. Mình chạy mất tiêu rồi anh em ơi. Rất là đáng tiếc. Khỉ đều có phép gọi là cân đầu vân và một phép gọi là tàng hình, thành ra là rất là khó bắt. Thanh niên này tiếp tục đập trụ này. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu ơi, né được sát thương kìa. Wow. tổ lái nè. Rồi, cứu. Chumina, mày quá. Đấy, các bạn thử thấy tàng hình có thể chạy rất dễ khỏi truy sát của thực địch. Rồi, đây có con khỉ khỉ lạc này các bạn ơi. Khỉ lạc nhé, không phải bò lạc nha. Và chắc chắn là chết rồi. Team mình có vẻ là phối hợp hay hơn, thành ra là đang giành lợi thế về việc số mạng. Mà team bạn thì lại lợi thế về cái việc là ăn trụ. Ở cái map này là đánh cho vui nhá, bởi vì farm lính sẽ rất được nhiều vàng. Ăn mạng cũng được rất nhiều vàng. Còn farm rừng thì cũng không được nhiều vàng lắm đâu anh em ơi. Thành ra là cứ tập trung đánh nhau ngoài lên cho vui chứ không nhất thiết phải vào rừng farm làm gì. Thế mà anh em team mình lại cầm mấy cái bảng bổ trợ chủ trị. Rất là dị anh em ơi. Rồi, con khỉ này nó hổ báo này. Chạy đâu? Rồi, lại choáng lại và tàng hình chạy mất rồi. Đấy, đồng quá. Một bầy khỉ anh em ơi. Rồi,
Hay quá, choáng hay. Choáng quá hay. Rồi, cái này là chỉ tìm bạn lên thớt thế này. Đó. Các bạn thì thấy là ba con khỉ đập chết bốn con khỉ. Nghĩa là khỉ cứ tìm mình nó pháp lực nó cao cường hơn. À, nhân đây kể cho bạn một câu chuyện về khỉ Ngộ Không thật và Lục Nhĩ Hầu đánh nhau. Ồ, có phải là Lục Nhĩ Hầu chết hay là Ngộ Không thật chết? Cái này thì không ai biết được. Chỉ có Phật tổ Như Lai biết được thôi các bạn. Bởi vì chỉ có Phật tổ Như Lai mới phân biệt ở đâu là khỉ Ngộ Không thật và đâu khỉ Ngộ Không giả. Bởi vì hai con khỉ này pháp lực như nhau. Ngộ Không thật thì do ăn linh đơn của gì nhỉ? Quên tên cái ông tiên ấy rồi. Ăn linh đơn của vị tiên đó để tăng pháp lực. Còn ngộ cái con Lục Nhĩ Hầu thì nó là tự tu luyện. Thành ra là mình nghĩ là cái con Lục Nhĩ Hầu nó pháp lực nó mạnh hơn con Ngộ Không thật. Đấy, mạnh hơn Ngộ Không thật nha. Và khi Phật tổ hoặc là làm hiện hình con Lục Nhĩ Hầu thì Ngộ Không một phát gậy đập chết ngộ con Lục Nhĩ Hầu luôn. Cái này thì hơi vô lý. Theo thuyết âm mưu thì là hơi vô lý. Rồi, uầy, thì bạn cứ vào cho mình đập đây. Sướng thật. Đấy, các bạn lẽ làm sao mà càng đông khỉ thì bạn tụ tập vào mình đập một phát, đập gây sát thương cả bốn con hay ba bốn con luôn. Đấy, và sẽ nói chung là tiêu diệt team bạn một cách dễ dàng, không cần quá nhiều người. Ví dụ 5 con khỉ mà team mình chỉ cần 2 hoặc 3 con khỉ đập chết 5 con khỉ thôi. Nếu mà choáng tốt, một con choáng tốt rồi một con đập tốt. Rồi đây tìm bạn đấy. Rồi, né ra cái để tìm bạn đông đông vào nhau. Ở đây rồi. Tiếp tục này. Đây rồi, ôi trời ơi, sướng quá anh em ơi. Đập hết. Đập ơi. Hình như pha đấy là mình xíu được mega kill anh em ơi. Tiếc quá. Con khỉ cuối cùng là mình mà ăn được là mega kill ý. À, thanh niên kia ăn 2 mạng, mình 3 mạng. Bó tay. Ok, vậy là một trụ rồi. Đúng là cuộc chiến tranh cái Ngộ Không thật, ai là Ngộ Không thật, ai là kỳ giả thì rất là gay go. Rồi đây, bay khí này. Đó, ui. Cương khỉ này nó yếu quá, pháp lực quá yếu. Chắc là mới tu luyện. Rồi, ôi tôi ấn nhầm chỗ cuối rồi. Ôi đông quá. Ôi té, ôi choáng. Tôi Chumina, ôi trời ơi. Mặc dù là mình hồi máu rất nhiều nhưng mà quá nhiều khỉ và nó choáng liên tục. Thành ra là sốc mặt anh em ơi. Đó, định cân cả thế giới nhưng mà không thành công. À, đúng là các bạn thấy là nếu mà solo chọi một cân hết thì nó không rất khó. Bởi vì khỉ thì con nào mạnh như con nào mà. Con nào pháp lực như con nào. Đều tu luyện gọi là thành tinh rồi. Cần khỉ đá bá đạo rồi. Không thể cân đôi, cân ba, cân bốn được nha. Trừ khi mình còn chiêu cuối vào đấy. Chứ không mất gậy như ý rồi thì rất là yếu anh em ơi. Đánh này. Đánh được. Lên thôi anh em ơi. Đánh được, một phát chết đôi lại. Đó. Tiếp tục lại, thanh niên đấy chết lốt mình. Ok, đấy, có chiếc cuối cái mạnh luôn mà. Ok, như vậy thì có lẽ thì mình cũng sẽ kết thúc trận đấu đây. Bởi vì team bạn còn ba mấy giây nữa mới ra mà. Và video của mình cũng đến đây hết. Xin chào anh em, hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.
Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được cuộc bài tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSports là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.